Trong cái chuyến đi cư trước đây trong phần trình bày nhiều lần ở trong hội thảo, thì các anh chị đã biết là VinFast xây dựng nhà máy công nghiệp hiện đại 4.0 có những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn kỹ thuật, và tôi nghĩ rằng các anh chị các bạn hôm nay đi thăm tận mắt thấy thì thấy quả thật cái công trình là công trình có thành một đề án rất là lớn, một tốc độ, một quả cấp, một chương trình hành động có thể nói là quá kinh khủng trong thời gian ít nhiều. Nếu các bạn đi vào nhà máy hiện đại và để ý lên trên cao thì sẽ thấy rằng có dây có cái đài để nhắc nhở công nhân viên của VinFast hàng ngày là chúng ta có bao nhiêu thời gian nữa đến tới cái ngày 1 tháng 8 để bắt đầu sản xuất hàng loạt các xe ô tô mang từ Việt Nam. Thì bây giờ các bạn có biết không, là cả đội ngũ VinFast là đang đứng trước một cái điều rất là thú vị, là 14 tháng 6 này là nhà máy đưa vào hoạt động. Cái câu chuyện của hơn 2 tháng từ kịch bản, từ chọn lựa công nghệ, từ thiết kế, từ xây dựng, từ thương thảo hợp đồng, từ nhà máy bóc đưa vào, các bạn biết là có hàng cả ngàn container 24 feet phải đưa đến trong môi trường này. Và tất cả những điều này thực sự đúng lòng thực tế. Nhưng theo tôi nói là tôi xin nhắc lại, bản thân chúng tôi như tôi là 24 năm 8 tháng làm cho tập đoàn BMW. Tôi đã đi nhiều nước, tôi làm ở Mexico, tôi làm ở Ấn Độ, tôi làm ở Ai Cập, tôi đã phụ trách Đông Nam Á, tôi đã từng phụ trách cái đề án sản xuất xe cơ giới đầu tiên tại Việt Nam cách đây 24 năm. Và tôi đã quản lý một số cái sản phẩm ra đời của xe BMW thị trường Đông Nam Á, tại Đức, Ấn Độ, tại Indo, tại Mã Lai, tại Thái Lan, vân vân. Thì bản thân cá nhân của tôi tin chắc các bạn rằng cá nhân của bạn đồng nghiệp James Luca, cá nhân của bạn Kevin Fisher và nhiều cá nhân khác cũng đều thấy mình tự hào là thành viên của đề án mang cái phần mềm cũng tạo nên một điều một cái dấu một cái điểm nhấn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Và với cái bắt đầu như thế, tôi từ hôm qua tôi nghĩ lại là như mới hôm qua thôi, mới hôm qua thôi, giây phút như được bất ngờ, thật sự là tôi chuẩn bị về hưu rồi các bạn. Thì bây giờ tuổi tôi đã 67 rồi, đúng ra là tôi đã về hưu theo được biết từ năm ngoái rồi, và tôi đã chuẩn bị về hưu bằng những việc làm cho tương lai đó. Thành ra tôi rất bất ngờ được chọn được ứng viên, được gặp những người trong những buổi sáng mà không bao giờ tôi quên được. Trong câu chuyện của chúng tôi trao đổi trong thời gian rất ngắn như vậy, thì nói thật với các anh chị, tôi cũng phản biện, tôi cũng nêu những câu hỏi để biết cái câu chuyện như thế nào. Và chúng ta chắc còn nhớ rằng cách đây 1-2 năm khi đưa đề án này thì loạn câu hỏi đặt ra, không biết là có thật hay không, bao giờ có làm cái đề án thực sự cái đầu tư lớn như vậy không, có dám thực sự là làm một đi vào một cái thử thách lớn như vậy không. Thì nói thật, trong quá trình cái buổi học đầu tiên đó, tôi cũng trao đổi cái chuyện này, thì tôi thấy đã bất ngờ và tôi đã có chia sẻ một số cái gì các bạn của người khác, là chúng tôi được rất thuyết phục ngay từ ban đầu với sự mãnh liệt của người lãnh đạo. Vì lúc đó tôi không biết, nhưng giờ tôi đã biết rồi, là lúc đó chủ tịch đã định hướng cho cái tương lai tập đoàn VinFast là 10 năm tới sẽ là công ty hàng đầu của Việt Nam có trên thế giới trong mặt công nghệ, công nghiệp và dịch vụ. Thành ra VinFast là điều đầu tiên trong lĩnh công nghệ, đó đầu tiên trong lĩnh vực mà theo cái định hướng mới đó mà lúc đó tôi không biết, và tôi trao đổi thì tôi đã cảm nhận được sự quyết liệt của người lãnh đạo tập đoàn. Và thưa các anh chị, nếu các anh chị là người đã tham dự trong buổi tập đoàn 2/9/2 này, nếu các anh chị đã đến thăm những cái đoạn vừa qua như là trong chuyến tư này tôi đi theo, thì có các bạn có thể
thì chắc chắn các bạn đồng ý với tôi rằng đây là tập đoàn thủy điện Việt Nam. Và xin nhắc lại, chưa có công ty ô tô nào trên thế giới đã xây trong vòng hai và một thời gian kỷ lục như vậy để hoàn thành 5 phân xưởng lớn với tốc độ tổng cộng cho 2 dòng xe máy điện và xe ô tô với công suất 200.000 chiếc xe máy điện và 2.000 xe ô tô một năm với thời gian kỷ lục như vậy, với chất lượng hoàn hảo như vậy. Rất thời gian để tặng đại đường. Rồi sau rồi á, là chúng tôi thảo luận để thấy cái tinh thần quyết liệt của anh và tinh thần để làm quyết đoán đó. Thì ngay trong cuộc đầu tiên cái bất ngờ là tôi chưa được, không biết được chọn hay không, và tôi chưa quyết định đi theo, không chưa rõ ràng. Thì tôi nói là một cái điều quan trọng của việc xây dựng được một cái nhà máy ô tô, công nghiệp ô tô đó là cái gì? Đó là nguồn nhân lực. Nếu không có những người bạn với chúng tôi, như anh Kevin, như anh Jim, như anh Luca, như anh Sean, và một hàng loạt 128 người kỹ sư hoặc là người chuyên gia bao nhiêu năm đang là đồng nghiệp của VinFast, có những bạn chờ gia đình mình qua đây làm việc, thì mang cái tinh thần cùng đồng lòng những người Việt Nam như chúng tôi, như chị Thủy, như tôi, như chủ tịch và như đồng nghiệp để muốn làm một điều gì đó. Và tôi tin rằng các bạn cũng đã đang làm cái giấc mơ trong đời chưa bao giờ có thể làm, đó là tham gia đề án từ đầu với một cái tốc độ và mới với một cái investment đầu tiên như vậy. Các bạn có biết không, là khi bây giờ xong nhà máy rồi thì thấy đấy, nhưng thực sự là chắc đã có hàng ngàn chuyên gia kỹ sư đến từ 23 quốc gia và làm việc. Hồi nãy tôi có hỏi một bạn đã làm việc cả 8 tháng trong thời gian vừa rồi, và các bạn cũng như bạn làm cái cuối tuần làm ngày thứ bảy chủ nhật ở đây để làm sao cái việc đó. Thì đây là cơ hội để chia sẻ thêm thông tin nữa. Là vào cuối năm 2017, đầu năm 2018, tôi được giao cái nhiệm vụ cũng rất độc đáo. Trong đời mình chưa bao giờ nhận cái cấp gọi là một cái đề án, cái việc làm này. Là chủ tịch giao cho tôi đề án là tôi sẽ chốt tất cả các hợp đồng để mua cho nhà máy. Tất cả các mức thiết bị của tất cả nhà máy này, các bạn ạ, tôi là người điều hành cái việc thương tạo về thuyết phục nhà đầu tư chốt giá. Và cái bất ngờ tôi xin nhận thấy các bạn tôi là chủ tịch nói làm gì làm, nhưng mà anh tức dùng làm xong được thực việc đó, là giảm tiến độ đi một tháng. Và thưa các bạn, hồi nãy thì bây giờ có những anh ra ngoài và anh cùng tôi làm cái việc đấy, thì trong thời gian tôi nói là kỷ lục, chúng tôi đã thương lượng tất cả hợp đồng cho cái nhà máy này trong thời gian kỷ lục, tức là đạt tất cả các KPI, tức là chỉ tiêu về tài chính và quan trọng nhất là tiến độ chúng tôi giảm họ một tháng. Thì các bạn cứ nghĩ coi, họ chưa bao giờ nhận được cấp bình, chưa bao giờ trong lịch sử mấy mươi năm hoặc có công ty là 30 năm, 30 năm, 35 năm, họ đeo giao một đề án với cái tốc độ như vậy. Nhưng mà nãy đây cũng tôi hỏi thẳng với các bạn thấy như sao, và chúng ta đừng hỏi nhiều trong đó, thì các bạn biết tôi rất bất ngờ và người ta đã lời thật như thế. Thì tôi nói là rất vui khi làm việc ở đây, và tôi rất khoái khi làm việc ở đây. Giờ tôi lại giỏi hay không là chúng ta sẽ hỏi những điều gì ấn tượng nhất. Nếu bây giờ mang các bạn về lại quốc gia với bạn, thì cái điều gì bạn sẽ chia sẻ với mình? Bạn nói là cái tốc độ rất mạnh liệt, nhưng mà có người Việt Nam và các đồng bạn đồng nghiệp của VinFast quá dễ thương và nice people, rất dễ thương, thì tôi nghĩ đó là điều gì đó. Thì bây giờ là cái câu chuyện của ba cái sản phẩm ô tô khác nhau, rồi cái ba dòng xe, ba xe khác nhau, câu chuyện của xe Kara, xe ô tô khác nhau trong một thời gian nguyên cứu và đưa ra sản phẩm khác nhau. Thì tôi còn nhớ lại là cái chuyến đi Âu Châu đầu tiên tôi đưa vài đồng nghiệp đi qua châu Âu, là người đã khởi động cái đề án này, thì tôi là người tham gia đầu tiên cái đề án này ngay từ ban đầu. Chúng tôi đi khởi động đề án này, đi gặp BMW, đi gặp công ty thiết kế bên Ý, đi gặp công ty về engineering, tức là chất định nguyên cứu phát triển cho bên Bắc Nam và công ty VUI sẽ mang đến chuẩn bị cho đi chuyển sản xuất đấy.
là cái đi từ một cái quyết định ngay trong tuần lễ đầu tiên của người chủ tịch tập đoàn, đó là chúng ta phải làm sao thuyết phục được cái người Việt Nam bằng sản phẩm và thuyết phục được cái người tiêu dùng thế giới bằng sản phẩm chất lượng hàng đầu, những công nghiệp châu Âu và thiết kế quý với tất cả người Việt Nam. Thì tôi nghĩ cái câu chuyện và tôi còn nhớ rõ là một như thế thì phải nói một cái điều rất là thú vị. Tôi nghĩ là kỷ lục đó trên thực khách là chúng ta là công ty đầu tiên trên thế giới thì trong vòng 5 tháng chấm dứt hợp đồng với công ty viên đó như để ký kết làm việc về kỹ thuật, về công nghệ, về chuyển giao để lên nền tảng của hai con xe ô tô đầu tiên. Thì đó là một điều thú vị. Rồi xong rồi, bây giờ trong trong thời gian đấy, các bạn có biết rằng là cái thời gian đấy khi VinFast thì có đổi đi là công ty hàng đầu Việt Nam, nhưng VinFast vẫn là chưa có là gì cả. Nhưng mà cái câu chuyện đó vẫn được thuyết phục và vẫn được người ta đi đến đến biết. Chứ phải như bây giờ, xin lỗi, xin thưa các bạn, xin chia sẻ các bạn rõ ràng là bây giờ trong lúc chúng tôi phải không nhận tiếp khách, không nhận liên lạc thêm, vì mình có nhiều cái nhà cung cấp muốn trở thành bạn hàng của VinFast, muốn bạn hàng của mình. Thì trong cái câu chuyện đó, tôi xin được nêu lên một cái mới, một ý thêm là VinFast không phải là cái câu chuyện của thương hiệu tôi Việt Nam không, mà là cái câu chuyện mà xin được nhắc lại cho các bạn, đó là câu chuyện của nền công nghiệp dẫn đầu để có thể sinh ra những cái công nghiệp khác như công nghiệp phụ trợ. Trên thế giới người ta nói là cứ một người làm cái ngành ô tô, trong nhà máy sản xuất ô tô thì có thể dẫn đến 7-10 người làm trong công nghiệp phụ trợ khác nhau. Cho nên đó là một cái kịch bản đến rõ ràng như thế. Cho nên là bây giờ cái công nghiệp phụ trợ tiêu chí của trình bày là đang phủ đầy những cái đề án. Nhưng mà chắc chắn là thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục công chuyện để có thể ra không những chỉ ra sản phẩm mới như chúng ta biết thì sao thang sản phẩm lúc đó có dòng xe điện, nhưng mà ngoài ra là chúng tôi sẽ hết lòng hết sức để cùng phát triển để thúc đẩy cho việc xây dựng các phát triển nền công nghiệp mà tôi cho đó là một chuyện hấp dẫn trên thế giới Việt Nam, và tôi cho đó là một chuyện rất thú vị trong đầu tư này, nó sẽ dẫn đến hàng loạt các chuyện hoạt động để thúc đẩy cái nền kinh tế trong tương lai sắp tới. Thì bây giờ hồi nãy thì tôi ngồi xem họ có hỏi các bạn gì, các bạn chờ xem để hỏi cái ý kiến gì để có thể góp ý lên trao đổi với họ. Thì tôi nghĩ rằng thực sự ra là trong câu chuyện này có nhiều điều để kể, nhưng bây giờ thì vì thời gian thì tôi sẽ nói thêm một ý nữa thôi. Một ý nữa là có câu hỏi có thể đặt ra là chúng ta dừng lại với hai xe này, dừng lại với sản phẩm đó hay và với cái xe máy điện như thế, rồi cái tương lai sẽ như thế này. Thì xin nói với các bạn là VinFast đang hội tụ những nhân tài, hội tụ những người Việt giỏi, hội tụ những người thế giới công nghiệp đi từ những nơi giỏi để xây dựng một cái nguồn nhân lực để trung tâm nghiên cứu vững bền. Và đây là câu chuyện mà tôi cho là rất thú vị, vì khi đã trình bày trong quyền diễn đàn của sinh viên thì nếu chỉ có thể chúng tôi đã ý thức rất rõ rằng thì có thể xây dựng được một đội ngũ trung tâm nghiên cứu có đủ năng lực và thiết kế được, đưa ra được sản phẩm cái thiết công những cái gọi là những thiết kế mới trong tương lai thì mới là nền tảng vững chắc và thậm chí là một đường có thể dẫn đến cái việc là chúng ta có thể đi ngang hàng những công ty khác trong ngành ô tô thế giới này. Thì cho nên đó là câu chuyện tôi xin nói với các bạn là các bạn và chúng ta sẽ cùng nỗ lực đó, và tôi tin chắc rằng với cái vấn đề, với cái tinh thần như vậy, với tất cả như vậy thì trong tương lai chúng ta sẽ có thêm cơ hội để có thể giới thiệu thêm các chị các bạn thêm dòng sản phẩm mới, và đó là câu chuyện của Việt Nam, câu chuyện tinh thần Việt Nam.